cà phê trong tiệm này, tiệm Mỹ này bán 9 đồng 59 luôn á mọi người. Thường mình mua ở chợ Việt Nam thì có 4 đồng rưỡi thôi. Và bây giờ đang mùa lễ cho nên họ bán thương khách quá trời. Bánh là bánh đặc biệt ở bên Việt Nam mình. Ngoài trời đang mưa. Hên là mình mới vô xe cái là mưa ập xuống. Không là mình ướt hết rồi. Trên xe thì thường mình cũng có dù, nhưng mà hồi nãy mình đâu có thấy mưa nhiều gì đâu. Tự nhiên bây giờ mưa ào ào luôn. Hôm nay mình được nghỉ ở nhà cho nên bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn sáng. Sáng nay mình sẽ ăn cháo. Cháo mình ăn mình rất là thích hành cho nên bỏ rất là nhiều hành. Rồi còn cái này là hồi sáng mình mới chở bé Phương đi học xong cái mình ghé chợ mình mua một chút gừng, xong cái mình thấy có cái này giống như dạng gỏi cuốn vậy đó. Mình mua một phần này như là 7 đồng 99. Còn cái này là nước tương. Tương nhà mình pha sẵn á, ăn với gỏi cuốn cho nên mình ăn với cái này. Thì cái này nó có cho cái nước có cho. Thì phần này họ có cho nước chấm riêng, nhưng mà nước chấm của họ là nước chấm chua ngọt cho nên nước chấm chua ngọt nè. Cho nên mình ăn mình lấy tương riêng của mình. Còn đây là cà phê, sáng mình mới pha một ly cà phê. Wow, bây giờ là đang 7 giờ sáng. Ngoài trời đang mưa quá trời mưa luôn. Wow, sấm sét dữ dội. Wow, hôm nay ngoài trời mưa lớn quá trời luôn mọi người. Wow. Mình rất là thích nghe tiếng mưa luôn á. Nhưng mà bị cái là mùa này là mùa đông cho nên trong nhà mình không có mở cửa sổ được. Chứ nếu mà mở cửa sổ ra thì sẽ được nghe tiếng mưa rất là lớn. Mà cửa sổ nhà mình đóng cho nên mình không có nghe được tiếng mưa. Bây giờ cả nhà mình đang trên đường đi qua Houston. Nhà mình đang đi Houston và bây giờ nhà mình đang ghé vô tiệm bánh, mua bánh. Tiệm bánh này là nó có bán bánh king cup cake. King cake. Can you give me 6 of those in a bag and 6 of the regular holes in a bag? Wow. Cái ghế của Phương quá trời bánh luôn nè. Trời ơi, đã không? Ở ngoài kia cũng có bánh. Bánh thật hay bánh giả đây? Bánh giả, cái này ly nè, dễ thương chứ. Rồi bỏ vô lại đi. Bon appetit. Cheesecake, I mean, king cake. One one. You want the grand? One one. $21.78. $191. Can you hold this? Ủa, có nhiều cái này không? Rồi, bữa nay cả nhà mình đi ăn lẩu với lại đồ nướng. Đó. Sinh nhật của quay rồi à, quay. Mình đang ở Houston và bé Phương đang đi ice skating ở trong mall bên Houston. Chỗ này bé Phương rất là thích, mỗi lần tới đây là đều đòi đi ice skating. Thank you.
Con đang quay. Con đang quay chú. Không, con đang quay. Quay mọi người. À, quay tất cả. Dạ, quay tất cả. Cái rượu đây. Ô, rượu. Rượu của anh. Cái này bác tức cũng được đấy, nhưng mà thôi. Rủi ro là cái gì đó là mệt. Cà phê của mình. Thank you very much. Thịt bò, đây là thịt bò steak lại tôm, còn cái này là đậu.